Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp bước sang ngày 8 tháng 12. Quý nhân tương trợ, 3 con giáp trúng số đồng đắc, bùng nổ may mắn, thịnh vượng bậc nhất, thu về tiền tỷ, bứt phá ngoạn mục, vạn sự hanh thông. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới chính là con giáp tuổi Hợi. Xem tử vi 12 con giáp tuổi Hợi hãy cảm tạ trời đất, bởi trong thời gian tới, bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong tháng 12 dương tới đây. Thời gian trước bị hung tinh quấy phá, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, thị phi cũng dồn dập, khiến cho cuộc sống rơi vào cảnh căng thẳng và mệt mỏi. Tử vi dự báo bước sang ngày 8 tháng 12, trong thời gian tới đây, do được quý nhân trợ giúp nên con đường hoạch tài cũng tới. Tuổi Hợi nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt, thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Hợi là con vật cuối cùng trong 12 con giáp của người Việt Nam, thế nên nó là con vật kiên nhẫn, vì nó phải đợi tới lượt mình. Người tuổi Hợi là người có bản tính nhút nhát và có vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người đáng yêu. Họ thẳng tính và trung thực, họ luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Tuổi Hợi là những người giàu lòng chắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến và tôn trọng. Nhờ vào tài năng sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Mặc dù những người tuổi Hợi không phải là những người chậm chạp, nhưng họ là những người thích sự thanh thản, sung túc. Trong 12 con giáp thì con lợn được cho là con tượng trưng cho sự hưởng lạc và an nhàn. Những người tuổi Hợi thường mơ được cuộc sống dễ dãi xa hoa, nhưng những điều đó không để dành cho tất cả mọi người. Biết thế nên họ đã cố gắng theo cách của họ để có được những thứ mà họ mơ ước. Những người tuổi Hợi thường là những người sống tình cảm và yêu gia đình. Nơi họ ở thường ấm cúng, thoải mái, thân thiện, tuy nhiên cũng khá bề bộn. Người tuổi Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nể nàng, ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai, không biết mệt mỏi, dũng cảm, kiên trì và sức dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những đặc điểm chung của người cẩm tinh tuổi Hợi: chân thành ngay thẳng, tâm tình khẳng khái, vô tư, vui vẻ, rộng mở, ôn hòa, thích làm công việc thực hành khá chu đáo. Mặt khác có lòng kiên nhẫn trong công việc, có tính ngây thơ, lãng mạn và hay thích dành thuận lợi cho người khác, hay có sự đồng cảm thương người, có tính tự ái cá nhân rất cao khi bị phê bình, có tính ỷ hay uể oải, mệt mỏi và thiếu tính linh hoạt, nhanh nhẹn, lập trường thiếu kiên định, hay dao động tình cảm, dễ bằng lòng và dễ tha thứ cho mình khi gặp sai lầm, khuyết điểm. Người tuổi Hợi không thích quan hệ ngoại giao và giao du xã hội. Tuổi Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ dễ xúc động với những khó khăn bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Hợi hãy tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Tuổi Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai, dù người đó mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Họ luôn bao dung và tha thứ dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Họ cũng không bao giờ la hét làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết. Tuổi Hợi không thích tranh luận đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng 9 điều lành. Bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Hợi cũng không chịu giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Sự thật thà chân thành giúp tuổi Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu tuổi Hợi lại có người yêu quý.
và ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương, ngược lại họ lúc nào cũng khiêm tốn rụt rè. Bình thường tuổi Hợi là những người không thích tranh chấp đôi co với người khác, nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng, họ sẽ nổi trận lôi đình. Tuy nhiên trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và tuổi Hợi sẽ không thù hận, để bụng bất cứ điều gì. Những người này không chỉ có tấm lòng vị tha, trái tim nhân hậu, mà họ còn là những người vô cùng phóng khoáng, rộng rãi. Bởi vậy họ luôn cố gắng giúp đỡ những người khó khăn, thậm chí chia sẻ tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Cảm ơn quý anh chị tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Hợi có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Mão. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Mão bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Tử vi ngày mai, thứ năm ngày 8 tháng 12. Người tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn. Người tuổi Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Người tuổi Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo, thông minh, yên ổn, may mắn, làm việc siêng năng, y lộc không thiếu, nam mạng có phúc vận, nữ mạng anh nói lịch sự, dễ thân thiện. Phần nhiều những người cầm tinh con mèo đều ưa thích các điều huyền diệu kỳ lạ, bởi thế đôi khi trong giao tiếp với người đời họ cảm thấy như có cái gì đó sợ sợ. Họ có nghệ thuật yêu đương, đôi khi là những dòng nước mắt hay cái nhìn đông đưa để lừa cuốn người khác giới. Họ cũng thích ảnh hưởng niềm vui nhục cảm. Phần lớn người cầm tinh con giáp này thích sống theo quần thể đông vui, không thích sự lẻ loi đơn độc. Người tuổi Mão có một số cá tính và tính cách chung như sống ung dung, tự do, tự tại và luôn luôn lạc quan, tính cách hơi thất thường hay mâu thuẫn với chính mình, sống lương thiện, dễ tha thứ cho người khác, có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống chân tình với bất kỳ ai, có tính kiên cường, bất khuất, nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm tế nhị, trực quan, sinh động và giàu óc tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, tuổi Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhà thông minh, lanh lợi nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Mão là nghệ thuật, nhưng sáng tạo, độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Người tuổi Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và họ cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác, nhưng đôi lúc tuổi Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh lẫn sự nghiệp và tình duyên. Trong cuộc đời mỗi khi khó khăn, tuổi Mão lại được quý nhân phù trợ, giúp đỡ cả đời được sống trong an nhàn, bình yên.
Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Những người tuổi Mão thích hưởng thụ, không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm. Họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh được sống trong hòa bình và hạnh phúc, không chiến tranh mâu thuẫn. Đôi lúc họ trở nên khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Điều đó khiến những trở ngại trở nên tù túng và lười biếng tụt lại ở phía sau. Người tuổi Mão cũng cần khắc phục và tu tỉnh những nhược điểm trong cuộc đời thì mới mong giành được thành tựu. Khắc phục tư tưởng ngại gian khổ, khi gặp khó khăn dễ sinh lòng trễ nải, nhút nhát thiếu chí hướng hơn. Xây dựng cho bản thân một tư tưởng ổn định, không tránh né hiện thực, loại bỏ tư tưởng hư vinh, thói quen sống yêu hưởng thụ. Tránh thói quen gặp sao hay vậy, cần có chí tiến thủ, dám khắc khổ để nghiên cứu chuyên sâu làm tỉ mỉ. Cảm ơn quý anh chị tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mão có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Tý. Những người cầm tinh con chuột được biết đến với tài năng tháo vát hơn người. Không những thế họ lại giỏi giang tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Người tuổi này có tham vọng lớn, không chịu sống an phận thủ thường. Khi gặp khó khăn thất bại, họ hiếm khi nản lòng. Tử vi ngày 8 tháng 12, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều điểm sáng. Họ được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều cơ hội tiến thân. Người tuổi Tý làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về âm âm, doanh số tăng cao ngất ngưởng. Sự nỗ lực không ngừng của người tuổi Tý cuối cùng cũng được đền đáp. Tý chính là con chuột, nó xếp hàng đầu tiên trong 12 con giáp. Bởi vậy, những người tuổi Tý thường có tài năng lãnh đạo quản lý rất tốt. Họ được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo vát. Người phương Đông quan niệm chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Đối với công việc và cuộc sống, người tuổi Tý rất tốt tính, bộc trực, thành thật, nhưng cử chỉ lời nói của họ lại có phần chặt chẽ. Họ nỗ lực làm việc, sống tiết kiệm, không bao giờ cho ai cái gì trừ khi người đó thực sự thân thiết. Vì họ rất chăm chỉ và tiết kiệm, nên họ không ưa những kẻ lười biếng và hoang phí. Người tuổi Tý thông minh, tháo vát, sáng tạo, nên có năng lực giải quyết công việc khó, giỏi thích nghi và vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, họ có xu hướng trở thành người lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó, thách thức bản thân, công việc càng ngày càng khó khăn gian nan thì họ càng kiên trì và tỏa sáng. Nhiều người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Người tuổi Tý có trí nhớ rất tuyệt vời, họ nhớ mọi thứ từ nhỏ đến lớn rất lâu. Họ có thể làm bất cứ nghề gì và đều gặt hái được những thành công nhất định. Trong cuộc sống họ có trật tự, ngăn nắp gọn gàng và giỏi kết giao bạn bè. Bên cạnh đó, người tuổi Tý thích thu lượm, tích lũy thông tin, có khát vọng cầu tri thức. Tuổi Tý cũng có nội tâm phong phú, có tính hướng ngoại, thích du sơn ngoạn thủy. Trong các tình huống nguy hiểm, người tuổi Tý luôn có những cách giải quyết tối ưu, khả năng dự đoán và tính cách thận trọng, giúp họ tránh được những tình huống tồi tệ nhất. Đối với vấn đề tình cảm, tuổi Tý là đa cảm nhất trong 12 con giáp. Họ rất quan tâm gắn bó với các thành viên trong gia đình, đôi khi họ dè dặt và thường che giấu cảm xúc của mình. Người tuổi Tý luôn biết kính trên nhường dưới, họ luôn quan tâm chăm sóc trẻ nhỏ và tin tưởng những người ở trên mình. Mặc dù có rất nhiều ưu điểm đáng ngưỡng mộ, nhưng người tuổi Tý cũng có một số nhược điểm khó bỏ. Điển hình là họ thích phê phán, châm biếm người khác, đôi lúc họ lại quá nhiều lời. Mặc dù lòng dạ mềm yếu của tuổi Tý cũng là nhược điểm khiến họ bị người khác lợi dụng và lừa gạt đấy. Họ lạc quan, vui vẻ, không bao giờ bị suy sụp cho dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào và luôn đấu tranh cho cuộc sống của mình. Đồng thời họ cũng rất nhạy cảm, có trực giác tốt và có trí tưởng tượng phong phú, nhưng họ không giỏi trong việc đưa ra quyết định một cách logic. Nhìn bên ngoài người tuổi chuột trông có vẻ dè dặt kín đáo, nhưng thực tế thì không phải vậy. Họ dễ dàng bị chọc tức nhưng vẫn có thể kiểm soát tinh thần của mình. Tính cách này giúp họ có rất nhiều bạn bè. Người tuổi chuột cũng thường dễ gần, đôi khi bạn thấy họ hơi khó tính hay phàn nàn và soi mói. Nhưng nhìn chung, họ là những người dễ kết bạn, bạn có thể thấy họ có rất nhiều bạn thân. Người tuổi chuột trân trọng mối quan hệ với bè bạn và họ hàng. Đôi khi bạn thấy họ quá gắn kết cuộc đời mình với những người khác, đó là bởi một khi họ đã thích ai đó, họ khó mà có thể rời bỏ người ta.
Người tuổi chuột có bản năng tự nhiên là yêu đồng tiền. Một người sếp sinh vào năm Tý sẽ rất chăm lo cho nhân viên của mình. Ông ấy sẽ luôn đảm bảo nhân viên của mình được tham gia đầy đủ các môn thể thao và có chế độ ăn uống cân bằng. Khi nhân viên của mình bị ốm, ông sẽ đích thân đến thăm. Ông có những rắc rối của cấp dưới như là của chính mình, nhưng mọi việc sẽ thay đổi khi nhân viên đề cập đến việc tăng lương, thì ông giám đốc tuổi Tý sẽ dường như là phớt lờ. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tý có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn trong ngày thứ 5. Con giáp trúng số độc đắc, bùng nổ may mắn, thịnh vượng bậc nhất. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được có link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.